Đạn rocket của dân quân Palestine rớt trúng một căn nhà Do Thái, tin từ Nativo. Một quả đạn rocket của dân quân Palestine đã rớt trúng một căn nhà ở thị trấn Nativo của Do Thái, nhưng không gây thiệt hại về sinh mạng. Ba ngày bạo động giữa Do Thái và dải Gaza đã làm cho 6 người Palestine bị tử thương và 40 người bị thương. Phía Do Thái có 8 người bị thương. Một người dân ở Nativo nói rằng phải cứng rắn hơn với dân quân Palestine dù sẽ có người bị thương hay tử thương. Hamas cai trị dải Gaza từ năm 2007, không công nhận quốc gia Do Thái, nhưng bắn rocket qua biên giới là do các nhóm dân quân khác thực hiện. Tổ chức có tên là Hội đồng Thánh chiến Shura đã thừa nhận bắn rocket vào sáng ngày hôm nay. Do Thái đã tấn công dải Gaza vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009. Hiện nay cũng không muốn tấn công vào dải Gaza do lo ngại tạo căng thẳng với Ai Cập. Trong ngày thứ Bảy, một quả rocket đã làm cho 4 quân nhân của Do Thái bị thương, đưa tới việc quân đội Do Thái pháo kích làm cho 4 thường dân Palestine bị chết. Dân quân Palestine đã bắn hàng loạt rocket sang Do Thái để trả đũa, nhưng hệ thống phòng vệ vòm sắt đã bắn hạ nhiều quả rocket tầm xa. Ai Cập đang cố gắng hòa giải các nhóm dân quân Palestine và Do Thái. Một người dân ở Gaza nói rằng Liên đoàn Ả Rập và Liên Hiệp Quốc phải giúp ngưng leo thang bạo động của kẻ chiếm đóng.